À, Ngô Nguyễn xin chào đến tất cả các bạn, cô chú, anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn nha. Hôm nay thì Ngô Nguyễn sẽ lại quay một cái cửa hàng xe. Đây là lần thứ ba Ngô Nguyễn quay nhưng mà thời gian nó khá là xa đó chị các bạn. Tại vì có một cái lý do nữa là do trong quá trình dịch đó thì mình sẽ không có thể nào mà trở lại đây nhanh được. Thì cửa hàng này thì trước đây các bạn, cô chú, anh chị mình cũng đã có những cái góp ý cho em là nói chung mà cũng rất là tốt, có những cái phản hồi rất là tích cực. Thì hôm nay Ngô Nguyễn sẽ tiếp tục trở lại để mà cập nhật giá xe cho mọi người ha. Ở đây thì các bạn có thể thấy được là cửa hàng có rất là nhiều xe đó, do trời mưa nên mà bây giờ em sẽ đi ra phía ngoài luôn, mình đi ra phía ngoài luôn, mình sẽ quay cho các bạn xem về các biển hiệu cho cửa hàng cho các bạn tham khảo nha. Xe máy hay lên anh chị nha, địa chỉ là 1/5 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chưởng, Thuận An, Bình Dương anh chị nha. Còn số điện thoại thì em đã để trên màn hình cho anh chị các bạn cô chú mình tham khảo rồi. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong, mình gặp chị chủ để tư vấn cũng như là chia sẻ những cái dòng xe bên cửa hàng cho các bạn anh chị nha. Hiện tại cửa hàng thì mình thấy có rất là nhiều xe luôn chị các bạn, cực kỳ nhiều luôn, tút bên trong luôn nè ha. Đây, em sẽ zoom vào bên trong cho chị mình tham khảo nha, quá trời luôn. Ok, còn giờ mời các bạn chị mình vào trong gặp chị chủ. Rồi, hello, em chào chị nha. Chào em, lâu quá hả? Nói chung là quá lâu luôn á chứ. Lâu luôn ha. Dạ. Chào tất cả mọi người nha. Dạ. Không biết là cái thời gian mà chị em mình mà không gặp nhau nó khoảng mấy tháng ta, chứ em thấy là lâu lắm á nha. 4-5 tháng rồi đó các quý vị. Em nghĩ sao là hơn luôn, đã dịch nó đã 4 tháng rồi mà. Dịch 4 tháng, cái này cũng 6 tháng rồi. Dạ rồi. Hôm nay thì chị em mình trở lại để mà cập nhật giá xe tại bên cửa hàng xe máy Hải Linh. Thì hôm nay là chị phải báo một cái giá làm sao mà cho các bạn nghe thật là sốc nha. Ôi, giá sốc cho các bạn luôn nha các bạn. Dạ rồi. Bây giờ trước tiên thì cho em hỏi về cái vấn đề như là bên mình. Thôi đầu tiên chị cho em xin cái địa chỉ hay là chị hướng dẫn cho các bạn biết rõ cửa hàng mình ở đâu trước đi. Rồi, giờ bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Dạ. Đầu tiên là xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các bạn nhé. Dạ. Chào quý anh chị bà con cô bác đến với kênh Ngô Nguyễn. Dạ. Rồi em xin giới thiệu em là Hải, cửa hàng xe máy Hải Linh. Dạ. Nhà em địa chỉ là 1/5 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dạ. Số điện thoại của em là 0966385008 và 0937443991. Dạ. Nhà mình có mua bán trao đổi tất cả các loại xe máy cũ, rồi có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng. Dạ. Điều kiện chỉ cần chứng minh nhân dân và bằng lái hoặc chứng minh nhân dân và hộ khẩu nhá, trên 20 tuổi và không nợ xấu nha mọi người. Dạ rồi. Nhà mình là cách nhà tư Bình Chuẩn 1 km và cách đường cao tốc Tân Vạn là 500m, đối diện cổng chợ Hai Mỹ nhá. Dạ rồi. Tất cả các dòng xe bên mình thì bạn nào muốn coi chi tiết thì bạn cứ vô cái kênh của mình là xe máy Hải Linh Bình Dương. Thì tất cả các dòng xe của mình đều quay trong đó hay là mình đều chụp trong đó nha. Bạn nào mà cần chi tiết xe thì cứ vô là xe máy Hải Linh Bình Dương nhé. Rồi chúc cả nhà một ngày mới nè. Nói chung là một buổi chiều thật mát mẻ, hôm nay là một ngày mưa nhưng mà rất là mát mát trời nha các bạn. Dạ rồi. Chúc cả nhà một buổi chiều thật mát trời này, rồi tối có một buổi tối bên người thân yêu và gia đình. Dạ. Tuyệt vời nhé. Rồi, nhớ ủng hộ kênh Ngô Nguyễn nhé. Rồi. Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Rồi chào mừng tất cả mọi người nhé. Dạ rồi. Mình sẽ quay một số dòng xe bên cửa hàng báo giá thật sát cho bạn anh chị em lựa chọn nhé. Bây giờ em muốn là mình cập nhật từ bên kia trước nha. Rồi, từ cái con QR ha. Rồi từ rồi. quay đây. Em chị em mình qua đây rồi. Thì mình chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều câu hỏi để hỏi chị á, nhưng mà để mình cứ quay báo giá xe, trong quá trình quay xe thì mình sẽ trao đổi với chị nữa các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ báo con này là quay ớt nè các bạn. Dạ, quay ớt 110 màu đỏ đen, biển số 61 nhá. Dạ. Mình bán cho các bạn là 7.800.000 cho một em quay S Honda 2010. Dạ. Cho các bạn đi làm nha các bạn. Dạ rồi. Xe đi làm thì quá xuất sắc rồi. Có 7.800.000 mà các bạn ơi. 7.800.000 một cái xe quay ớt thôi các bạn nhé. Dạ rồi, chỉ có 7.800.000 thôi. 7.800.000 rồi. Ok chị. Còn xe quá rẻ cho các bạn đi làm nè ha. Dạ, còn bên đây là con rồi. Xe này là chắc là của mấy bạn giới trẻ nè. Đúng rồi, con đây. Này là Raider 2017 nhá. Con dạ. Là bình xăng 2017 nhá. Dạ rồi. Máy móc bao zin cho các bạn luôn, biển số 67 nè. Các bạn thấy không, nó có vô một cái mâm kiểu ha. Đúng rồi, cái mâm này kiểu. Vô mâm. Ồ, cái mâm này nó cắt nó chế nó á. Nó cắt rồi các bạn. Nó cắt các bạn ơi. Nó cắt nhưng mà cái mâm này là nó cắt cho thành kiểu nhá. Dạ rồi. Con này là 2017 nhá. Dạ rồi, 2017. Rồi mình bán cho các bạn là bình thường mình sẽ bán giá là 27 triệu, nhưng mà hôm nay dạ. Mình sẽ quay lại là mình sẽ bán giá 25 triệu. 25 triệu thôi. 25 triệu cho các bạn luôn. Wow, ok nha. Em nổ máy con này cái cho các bạn nghe nè. Có vô cái cùm tăng Uma nè các bạn. Ok các bạn. Sợ yếu bình rồi, mấy con thời điện lâu nó yếu bình rồi. Rồi chắc anh này hơi yếu bình rồi quá. Yếu bình rồi bây giờ. Rồi. Ở xăng á, xăng đâu nữa nè. Nói chung là mấy tháng dịch mà nói chung là em thấy là cửa hàng nào cũng vậy hết á. Đúng rồi, dạ. Nói chung là tất cả các tháng dịch thì nói chung là tại nhà mình nó có thợ thuyền như đó các bạn. Dạ.
Con này thì mình thấy có vô cái bô đất leo cũng như là đi bô e trụ. Rồi con này là 2017 nhá. Cái con dạ. này là bình xăng 2017 nè. Dạ rồi, giá mình để là trước dịch là 27, bây giờ chỉ còn 25 thôi. Rồi, chỉ còn 25 thôi. Rồi, con này là Sonic. Dạ, Sonic biển số 69 nè. Dạ. Cái này là màu đen nhám các 48863 bạn nhá. Nha. Rồi, cái này là con này là trong dịch mình cũng bán 42 triệu nhưng mà hôm nay là mình để cho các bạn cái giá là 39 triệu thôi. Trời ơi, giảm 3 triệu luôn. Giảm 3 triệu. Ôi, nói rồi. Chung là mình xả lộ, mình xả vốn để mình lấy lại vốn thôi, vì tại dịch thì ai cũng khó khăn. Dạ đúng nhá. Rồi. Đó, hôm nay là chỉ còn có 39 triệu đồng. Rồi, chỉ có 39 triệu đồng đem Sonic thôi nhé các bạn, 2019. Dạ. Biển số là 69F1 nè, 48863. Dạ. Đặc biệt hai con này là đặc biệt là dành cho các bạn nam nha, mua về để chở ghệ chuẩn bị tất tay tới rồi, cũng như là đó là chở ghệ là ok nè, hai cái yên này gọt là ngồi là đã lắm rồi, ôm là đã luôn nhá. Dạ rồi, tiếp tục con này là Sonic luôn chị, 2020 dạ. nhé các bạn, biển số là 67L2 dạ. 40532 nè. Dạ rồi, con này là bình thường mình trong dịch mình cũng bán là 44 triệu. Dạ, hôm nay mình giảm còn có 41 triệu 500 các bạn nhé. Nay còn có 41 triệu 500 thôi. 41 triệu 500 con Sonic 2020 nhé các bạn. Dạ rồi, 2020 đời cao, các bạn phải lưu ý cái đời. Con này thì mình thấy là có sơn cái màu bạc. Rồi, thì sẵn có. Bây giờ là cũng hỏi với bên chị là cái vấn đề mà trả góp bên cửa hàng mình như thế nào ha. Rồi, bạn nào mà cần nhu cầu về trả góp á, thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại là 0966 385 008, là số Zalo của mình luôn. Dạ. Rồi là bạn nào mà trên 20 tuổi này, không nợ xấu này. Dạ. Còn bạn nào mà muốn trả góp mà từ 18 tuổi thì các bạn phải có làm công ty nhé. Các bạn phải có thêm cái bảo hiểm y tế của công ty đang đóng với dạ. có thêm cái sổ tạm trú. Dạ. Hoặc là bạn nào mà có thẻ tín dụng nhà mình vẫn bán trả góp qua thẻ tín dụng nhé các bạn. Dạ rồi, ok. Rồi tất chị. Cả các dòng xe bên mình bán ra là mình đều bảo hành cho các bạn. Thứ hai nữa là mình sẽ tặng cho các bạn một bình nhớt và dạ. một cái bảo hiểm xe máy 1 năm các bạn. Quá tuyệt vời luôn nha. Ok chị. Còn cái vấn đề bảo hành không biết sao ta? Bảo hành thì nói chung là nhà mình, tất cả dòng xe nhà mình nè, nếu máy móc zin thì mình sẽ báo zin. Dạ. Còn máy móc mà ví dụ có cào khói hay là có làm nồi thì mình sẽ báo cho các bạn luôn. Dạ. Đó, nhưng mà máy móc mình báo zin cho các bạn, con nào zin là mình báo thợ thầy tới luôn đàng hoàng. Dạ rồi. Test xe thoải mái, trước khi lấy xe các bạn cứ chạy xe thoải mái. Dạ. Ưng ý là mình lấy, còn không ưng ý là không sao nhé. Dạ rồi. Vậy ha. Ok chị. Rồi, ha. Okay. Rồi tiếp tục bây giờ chị em mình sẽ qua một con Satria ha. Rồi Satria 2019 nè. Biển Bình Dương các bạn. Biển số là 61N1 nè, 13016 các bạn. Dạ rồi đó. Rồi. Camera đang quay chi tiết anh chị các bạn xem. Rồi. Rồi. Con này là trong dịch là mình cũng bán là 41 triệu 500 nhưng rồi. Mà hôm nay mình bán còn có 39 triệu các bạn nhé. 41 triệu 500 mà bây giờ còn 39 coi như triệu giảm 2 triệu rưỡi luôn rồi. Giảm 2 triệu rưỡi, nói chung là giờ tất cả các dòng xe của mình là hầu như là mình xả để mình lấy vốn lại, hoặc là mình có thể lụm chút xíu cũng được, vui vẻ không? Dạ rồi, ok chị. Rồi con này là Rider dạ. 2019, biển số là 61G1 nè, 721 85 dạ. Con này là Rider SP 2019, biển số 61 nè. Dạ. Máy rồi. Thì bao zin nhá. Con này mình để ra bao nhiêu? Rồi con này là hôm trước là mình cũng bán ra là 36 triệu 500, hôm nay mình bán ra cho các bạn là 34 triệu 800 thôi. Rồi ok chị nha. Thì trong quá trình mà chị em mình quay xe thì nếu mà có con nào nó đã cạo khói làm nồi thì rồi. Chị chia sẻ với các bạn mình luôn ha. Mình sẽ báo với tất cả các bạn là xe nào mà nhà mình có cạo khói nè, có dạ. làm nồi hay là ví dụ như rớt đầu hay gì mình phải báo hết. Dạ. Thì nhà mình là ví dụ như khi mình bao thợ thuyền là nhà mình là nói thiệt, nhà mình dạ. là không có thợ thuyền thay đến nhà, chỉ có mình ở nhà. Dạ. Xe sơ rồi là mình lên mình bán thôi, ở nhà là không có lính nát, không có thợ thuyền nhé các bạn. Dạ các rồi. Bạn cứ yên tâm vô coi thoải mái bao thợ thuyền nhé. Dạ rồi, ok chị. Rồi, tiếp bên đây là em ẹt này, em này là siêu phẩm nhé các bạn nè. Con này đang dán keo kem tem trùm nguyên con luôn đó anh chị. Khách là mới dán keo trùm nguyên con luôn nè. Dạ. Con này là siêu phẩm, ốc tán rất là mới luôn các bạn. Dạ nhé. Rồi, quay chi tiết anh chị rồi, coi đi. Con này là xe rất là đẹp này. Dạ. Chạy rất là kỹ nhé, chủ chạy rất kỹ nhé, không dạ. một vết trầy xước nè. Biển số là 67 An Giang C1 76188 anh chị nha. Rồi con này là 29 hay 20 chị? 29 nhưng mà còn đẹp hơn 2020, mình nói con này là con đẹp hơn 2020, chủ chạy rất là ít nhá. Dạ chủ rồi. Chạy rất là ít luôn nè. Chạy kỳ chạy đẹp nhá. Rồi, rồi bây giờ con chị này để mình bán cho các bạn là 31 triệu 800. Rồi 31 triệu 8 anh chị nha. 31 triệu 800. Okay. Keo nguyên con về các bạn khỏi bị trùm nhá. Nhưng mà tem trong vẫn còn các bạn nè. Dạ. Tem nguyên trong nhưng mà người ta muốn kỹ á, người ta sợ trầy xuống dạ. cái này gì đó, người ta thể trùm hết nguyên con. Mình mua con này về là mình được lợi là hai dàn áo luôn á, là rồi, mình chạy khi nào mình chạy ở ngoài xong mà mình lột ra. Mình lột ra có cho mình áo mới luôn. Dạ rồi, y như là xe mới mình mới mua đúng nữa vậy đó các bạn. Mới mua luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp tục con SH1 nè. Con biển số này là 93. 93P212260. Dạ. Con này chủ chạy cũng rất là kỹ nè. Dạ. Không có trầy của miếng nào màu đỏ đen nhé các bạn nhé. Dạ rồi.
Con này là có quá mắt cây nè ha. Quá mắt cây nè. Dạ. Rồi chạy rất là kỳ luôn nha. Con này mình bán ra là 44 triệu. 44 triệu đồng anh chị nha. 44 triệu đồng một SH nha các bạn. Nếu mà đã góp thì con này bây giờ em đưa bao nhiêu để góp được chị ha? Thì tất cả các ngân hàng á, thì nếu như mà ngân hàng nhà mình có ngân hàng FE thì nó cho vay tối đa là 40 triệu. Dạ. Dưới 40 triệu là các bạn không cần trả trước. Ừ. Rồi quá. Nếu mà trên 40 triệu thì các bạn cứ trả cái phần còn lại nhé. Dạ rồi, ok chị, coi như 44 triệu thì giờ trả trước 4 triệu là mình lấy được. Vậy đi, cứ rồi. Vậy xong, vậy. Ok chị, rồi. Tiếp tục Vision 2019. Con Vision biển 60 Đồng Nai H5-00151 anh chị nha. Con rồi. Này là Vision màu đen nhám, nó pha cái màu xám rất đẹp nha các bạn. Dạ, nhé. Đẹp. Còn hai chìa khóa, khóa smart key, còn hai chìa khóa các bạn nhé. Còn hai remote luôn. Rồi, còn hai remote các bạn, khóa smart key này 2019 dạ, nha, biển số 60 nhé. Ok chị. Rồi, rồi con này là mình bán ra là 25 triệu. 25 triệu đồng. 25 triệu đồng cho một em Vision 2019. Rồi, ok chị. Rồi, camera quay kỹ cho anh chị các bạn xem ha. Màu rồi. Thì mình thấy rất là ok rồi. Rồi, máy móc thì mình bao zin cho các bạn. Nói chung là dạ mình bao thợ thuyền hết đàng hoàng cho dạ. Chạy thử thoải mái nhá. Dạ rồi. Thì chị đã bao về vấn đề máy móc rồi anh chị các bạn mình cứ yên tâm vấn đề đó con ha. Con nào mà rưng là mình báo riêng, còn con nào mà có cạo khói hay làm nồi là mình báo nha. Con này là PX 2015 nhá. Dạ, sơn màu xám xi măng nha. Con này là giấy cũng mốt. Là màu xám nhưng mà mình báo cho anh chị em bà con cô bác là con này là có sơn lại nguyên con. Dạ. Nhưng mà nó là sơn lại theo giấy. Tức là dạ. Chủ thích cái màu này là màu mới của PX nè. Dạ. Cái này là màu mới ra của PX của Thái Lan nên là Indo chứ. Dạ. Là nên là chủ thích cái màu mới nên là sơn cái màu đúng cái màu trong nó luôn nhưng mà theo kiểu cái màu mới các bạn nhé. Dạ. Con này là PX biển số là 61B152125. Biển số là thành phố Thủ Dầu Một anh chị đúng nha. Rồi, thành phố Thủ Dầu Một nhá. Máy dạ móc rồi. Thì bao zin cho 2015 mình bán ra là 27 triệu 500. Có 27 triệu 5 thôi. 27 triệu 500 máy móc bao zin biển số là Thủ Dầu Một. Con PX có 27 triệu 500 ngàn thôi anh chị các bạn nha. Tuyệt rồi. Vời luôn. Ok quá chị. Đẹp luôn các bạn. Mình qua cái con AB màu đỏ đô ở màu đỏ tươi này nha, đẹp lắm. Con này là khóa smart key nha. AB. Các bạn này, cái này là AB mà biển số là 67D1. Máy em ru anh chị ơi. 95930 39 nha, 95939 các bạn nhé. Dạ. Cái này là AB khóa smart key 2019 nè. Dạ. Biển số 67 mình bán ra là 31 triệu đồng. 31 triệu đồng anh chị nha. Rồi, nhá, biển số 67 An Giang. Xe rất là đẹp luôn anh chị, xe bạn nhìn chi tiết ha. Nhá. Ok chị. Rồi tiếp tục con AB mà. Con màu đen nhám nè. Đen nhám nè. Dạ. Con này thì là... cũng còn cặp kiến luôn nè. Cặp kiến zin nha. Vô tay thắng cũng như là bao tay. Đúng rồi, đầy đủ hết các bạn. Biển số 71C4 nè. 31184. Dạ. Biển số bánh xe. Nhá. Xe nguyên không có trầy ruộng miếng nào nhá. Cái cạn thì treo trầy theo năm tháng thôi. Mình ngồi lên thì nó sẽ trầy thôi chứ dạ nguyên rồi. Xe là không có trầy các bạn nhé. Con này mình để giá sao? Con này là để cho các bạn là 30 triệu 200 thôi. 30 triệu 200 ngàn thôi anh chị nha. Rồi. Đó, ở đây là cái hàng xe phía trong các bạn do trời mưa. Còn phía ngoài mình là vẫn còn một hàng xe nữa. Thì một tí xíu cuối video đi thì chị em mình sẽ ra phía ngoài đó để mà cập nhật tiếp cho các bạn tham khảo nha. Rồi bây giờ chị em mình lại vào bên trong rồi, tới cái hàng SH. Trong cùng nha các bạn nhé. Rồi bây giờ mình qua tới bên kia luôn không chị? Qua tới rồi. Bên này bắt đầu mình quay bên này, nếu nhà mình hơi chật chút xíu nhá. Nãy giờ thì em có nghe chị chia sẻ là giá là chị đã giảm rất là nhiều. Đúng thì rồi. Em cũng thấy được điều đó rồi, nhưng mà nếu mà anh chị các bạn mà nhiệt tình thiện chí mình lại cửa hàng thì không biết chị còn bớt chút lĩnh nào nữa không hay là các bạn mà có thiện chí tới cửa hàng này rồi là các bạn cứ đăng ký ủng hộ kênh cho Ngô Nguyễn với xe máy Hải Linh, mình đến đây mình giảm cho các bạn tiền xăng nhớ cho bạn về dạ rồi thoải mái các bạn luôn, nói chung là hai bên vui vẻ ha. Dạ rồi, ok rồi, chị cảm ơn các bạn rất nhiều. Nói chung là các bạn đã lướt qua cái clip này á, thì cho Ngô Nguyễn đi cho xe máy Hải Linh Bình Dương xin dạ. Một nút đăng ký và nhớ nhấn chuông thông báo để tất cả các video của Ngô Nguyễn ra thì các bạn sẽ có thông báo nhé các bạn. Dạ rồi. Đây mình sẽ giới tới một con SH ha. Rồi. SH 2019 thắng ABS. Ờ, bán này là đỉnh nhất luôn đó. Biển số là 61F1 này. Mà 41002. Con này là chính chủ ký giấy nha, biển số là Bình Dương các bạn nhé. Dạ. Rồi con này bây giờ chị để bao nhiêu? Con này là 99 triệu bao ký giấy các bạn này. À, chính chủ thì bây giờ cái xe này như thế này, các bạn anh chị mà có nhu cầu mua muốn ra tên thì cửa hàng sẽ rút gốc và ra tên, còn nếu không thì anh chị có thể là nhờ bên cửa hàng ký ủy quyền lại. Rồi đúng rồi, ký ủy quyền hoặc các bạn tự đi rút được, vì tăng Bình Dương rất là dễ, các bạn dạ. Chỉ cần chạy lên đó đưa cái giấy tờ mua bán đó, chạy lên đó là rút, đưa hộ khẩu chứng minh là xong. Dạ rồi, đơn giản lắm, vì Bình Dương mình thì cũng ở đây luôn đó chị. Rồi hộ khẩu và chứng minh là anh chị các bạn có thể rút được rồi. Đúng rồi, okay, đưa hộ chị. Khẩu chứng minh cộng theo cái giấy tờ mua bán của bên chủ xe xong ok luôn các dạ bạn. Dạ rồi ha. Rút được, không cần bị cò kéo gì trơn. Quá dễ luôn. À, 1-2 tiếng đồng hồ giống như là mình đi uống cà phê vậy đó, mình đi dạo phố rồi ngắm gái xinh. Dạ.
Rồi đó là một con 150 thắng ABS luôn các bạn nha. Rồi. Cái mẫu thì anh em chuộng rất là nhiều, rất là thích cái mẫu này. Đúng rồi. Rồi, bây giờ kế bên mình cũng có một con giống vậy nè, nhưng rồi. Mà con này màu đen nha. Con này là SH125, biển dạ. số là 67H1 nè, 45488. Biển dạ. số là 67 nhá. Rồi con này là đời đi led 2017 125. Dạ. Thắng thường đúng không chị? CBS đúng không? Đúng dạ. rồi, hôm trước là mình bán ra là 72 triệu nhưng mà hôm nay mình giảm 2 triệu, mình bán cho các bạn còn hơn 70 triệu luôn. Còn 70 triệu nói anh chị. Tất cả xe giờ mình giảm giá nhiều lắm vì tại dạ. qua dịch thì ai cũng khó khăn mà giá xe thì nó cũng cũng phải giảm tí cho anh chị rồi. Ha. Dạ. Cũng phải giảm cho anh chị chút xíu nha. Nếu mà con này anh chị mua thì anh chị sẽ trả trước là tầm 30 triệu là mình mua được. Đúng rồi. Đó, tại vì bên ngân hàng hỗ trợ mình là tối đa là 40 triệu. Đúng rồi, còn đúng rồi. Anh chị mà muốn hỗ trợ ra tên rút gốc thì cũng có thể liên hệ về cửa hàng để mà trao đổi tư vấn thêm cái vấn đề đó anh chị nha. Rồi rồi ok. Rồi nha. Bây giờ rồi. Mình qua con kế bên cũng là SH luôn đây. Con này là SH125. Dạ. Trùng keo nguyên con các bạn nhá. Con này là trùng keo nguyên con này. Còn đang bọc keo luôn hả chị? Rồi đang bọc keo các bạn, máy móc thì bao zin cho nói chung là dạ. tất cả các dòng SH của mình thì mình bao là máy móc zin. Còn 6... đây là rồi. Con này là biển số là 61C1 nè. 49924. Dạ. Là trùng keo nguyên con 125. Dạ. Rồi mình bán ra là 59 triệu. Có 59 triệu thôi. 59 à. Triệu cho một em 2015 nha các bạn nhé. Với cái giá 59 triệu là mình đã chạy được một cái giá thác rất là sang trọng rồi chị, rất là đẹp luôn. Rất là sang trọng luôn, rất là đẹp luôn, trùng keo nguyên con các bạn luôn nhé. Rồi, con này trả trước 19 triệu là mình chạy được thác nha. Vậy đó. Thì ok chị. Mấy triệu đó có rồi. Thứ hai là giờ tiếp tục con này nè. Rồi con này. Con này là SH150. Con này nó bóng, nó đã ghê luôn ha. Rồi các bạn nhé, cái này là nó không có trùng keo nhưng mà rất là mới nè. Con dạ. này biển số là 93H1 nè, 24299. Dạ. Con này là chị trả bao nhiêu? Đèn 2 tầng nhá. Con này là mình bán ra là 150, 2018 mình bán ra là 82.500. 82.500.000. 82.500 một em rồi. Một em SH 150 các bạn nhé. Ok chị, mà em cũng thắc mắc ví dụ như bây giờ con này 82.500. Anh chị các bạn giờ có khoảng 78, 79 triệu gì đó thì bên mình có thể hỗ trợ thiếu rồi, một vài triệu okay. được không? Nói chung là nếu như các bạn mà mua xe lớn tiền á, là mình có thể cho các bạn thiếu từ 3 đến 5 triệu. Dạ rồi. Còn xe mà nhỏ thì mình có thể theo giá ví dụ xe 10 triệu hay là 20 triệu hay 30 triệu. Dạ. Thì các bạn cứ liên hệ với mình nhé qua số điện thoại là 0966385008 hoặc là 0937443991 nha các bạn. Dạ rồi, ok chị ha. Rồi, rồi tiếp tục mình qua con bên đây. Con này là SH150 2016 dạ. khóa sa mát cây. Dạ, đây. Màu đen các bạn nhé. Khóa mát cây nè anh chị nha. Rồi, đây là khóa rin. Cây. Rồi, 2016 con này 2016 nè. Dạ rồi, con nhưng mà con này là nó à. Lên đầu đèn của Ý nha mà form Ý các bạn nhé. Dạ. Rồi, con này là lên form Ý nè. Ôi máy im đảo quá ta. Rồi, máy móc bao zin các bạn luôn. Dạ này. Rồi. Thì nói chung là con này là máy móc bao zin này. Dạ rồi. Rồi con này mình bán ra là 69 triệu nha các bạn nhé. 69 triệu anh chị 69 nha. 69 triệu cho một em mà SH 150 lên form Ý nè. 150 thì mình sẽ chạy nó là bốc khỏe đúng hơn là 125 anh chị mà. Nha. Rồi. Rồi kế tiếp. Bên. Kế đây. Bên là SH 125 biển số là 59F1. Dạ. À 41149 nè. Con dạ này rồi. Là SH 125 biển số Sài Gòn các bạn nhé. Dạ. Rồi con này thì mình bán ra là 52.500. 52.500 thôi. 52.500 cho một em SH 125 màu trắng nha. Rồi với giá hơn 50 triệu là mình đã có thác mình chạy rồi. Có SH mình chạy rồi các bạn. Rồi ok chị. Quá đẹp ha. Rồi tiếp tục em này là SH 150 thắng ABS nha các bạn. Thắng ABS luôn nha. Con đó. Này là thắng ABS nha, biển số 69N1 nè, 48254. Dạ. Thắng ABS máy móc bao zin nhá, 2018 các bạn nhá, mình bán ra là 86 triệu. 86 triệu đồng anh chị nha. Thì anh chị nếu mà muốn mua góp ví dụ như mà em nghĩ là nếu mà tầm ở thác rồi thì anh chị mình nghĩ là mình sẽ hạn chế, chắc mình đoán là sẽ ít anh chị mua thác mà trả góp, nhưng mà nếu như mà chị đã quá thích nó rồi á thì cái xe này là mình phải trả trước là 46 triệu đồng. Đúng rồi. Rồi chị có thể mua được. Còn này là trong dịch đó là mình bán ra là 92 triệu á, nhưng mà hôm nay mình xả lỗ các bạn vì tại là nói chung là bây giờ xe lớn á thì thực chất là nó cũng là nó nhiều, khách cũng khó mua. Đúng rồi, khách khó mua vì tại cái mới dịch xong thì ai cũng khó khăn. Dạ đúng rồi chị. Một là mình xả lỗ ra khoảng 1 2 triệu bình thường hoặc là nhiều xe thì mình lấy vốn lại thôi nhé các bạn. Dạ rồi, ok chị. Yên tâm đi, xe thì nhà mình cứ cho chạy thử thoải mái nhé, thử thuyền thoải mái các bạn nhé. Dạ rồi. Tiếp theo là một con Vado 150. Vado 150 nè. Đen nhám nha các bạn. Đen nhám 2019 nhá. Ôi 8.000 km này. Có 7.000 à, có 7.000 mốt à. Máy móc bao zin các bạn nhé. Dạ. Rồi cái xe này là biển số là 94
K1 này 88201 nhé. Con dạ này rồi. Em bán ra là 41 triệu nè. 41 triệu đồng anh em nha. 41 triệu cho một ba đưa 150 chạy bán hàng nhé. Màu đen nhám các bạn nhé. Rồi ok chị, giờ mình vô bên trong ha. Tới cái con Sonic. Đây, rồi, đây. Sonic 2019 nè. Con này Sonic 2019 nhá. Dạ. Rồi con này là biển số là 83B3. Dạ. 53488 2019 màu đỏ trắng đen nè. Máy móc là mình còn nguyên hết đúng máy không chị? Máy móc bao zin cho các bạn luôn nè. Dạ 2019 rồi. Nhá. Con này mình bán ra là 40 triệu. Dạ rồi, có 40 triệu thôi. 40 triệu. Rồi ok chị. 40 triệu em Sonic là màu trắng đỏ đen nhá. Dạ trắng đỏ. Em nổ máy con cho anh chị rồi. Nghe nè. Đó những anh em mình sẽ nghe máy con này ha. Con này có vô cái tăng cam CNC rồi anh em ha. Rồi coi như là cái yên của nó là cũng được bọc lại im lắm nha. Yên này chạy im lắm rồi nha. Ok nè. Rồi. Rồi tiếp tục mình xuống bên dưới coi xe tơ 150 nha. Xe tơ 150 này. Con này là cuối 2016. Biển số là 36B5744244 nè. Dạ đây là biển số Thanh Hóa nha rồi, chị các bạn Thanh ha. Thanh Hóa nha các bạn. Con này là mình bán ra là 23.500. 23.500.000. 23.500.000 đồng nha các bạn. Rồi ok chị. Rồi, bây giờ mình sẽ qua con Future. Future nè. Em nổ máy anh chị rồi, nghe rồi, cái con Future luôn. Đi. Coi ấy không? Rồi, biển số này ở đâu đây chị? Rồi, Future 2018 biển số 67G1 nè, 47666. Trời ơi, ban số 6 lục lục không các bạn nhé. Dạ. Con này mà không. Nếu mà được con số 6 được tứ quý 6 nó quá đẹp luôn. Tứ quý 6 nó đẹp cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Máy thì mình nghe nó im ru à. Máy móc bao zin các bạn dạ. Luôn. Nói chung là xe nhà mình là hầu như xe tuyển chọn các bạn nhé. Chưa qua sửa chữa hay gì đúng chưa không chị? Chưa qua sửa chữa, máy móc mình bao zin các bạn luôn. Rồi, con ok này chị. Là mình bán ra là 21.500.000. Rồi, 21.500.000 nếu mà anh chị các bạn thiện chí nhiệt tình thì tên bên cửa hàng sẽ còn giảm cho mình chút đỉnh rồi, nữa. Cho giảm chút đỉnh tiền xăng nhớ là cũng vấn đề nhé. Rồi ok rồi, chị. Tiếp tục S. Con này là S21 2020. Đây. Chạy 7.500 km này. Ủa, có 7.500 thôi hả? S21 2020. Dạ. Con này là biển số 84 nha các bạn. Đây remote nha anh chị ha. Rồi remote con rồi. Chạy 7.500 thôi nhé. Con này mình bán ra là 59 triệu. Dạ 59 triệu. 59 triệu một con có 7.500 thôi. Rồi 7.500 cho 100 con này 25. Là 2020 125 dạ. Mà thắng ABS đó các bạn. Dạ rồi. Con này là thắng ABS. Còn thắng thường thì tầm khoảng từ 40 cho đến khoảng 44 triệu thôi. Rồi nhá. Ok chị ha. Rồi tiếp tục AB. Ủa con này em không thấy có bảng số ở đây, chắc mình đang rút hồ sơ hay đúng sao? Đúng rồi mình đang rút hồ sơ. Nói dạ rồi ha. Bạn nào có nhu cầu mà rút hồ sơ thì thêm phí cho mình chút xíu khoảng 1 triệu hoặc đến 1 triệu rưỡi nhá. Dạ đến rồi. 1 triệu đến 1 triệu, 1 triệu rưỡi là tùy huyện hay tùy tỉnh các bạn nhé. Dạ rồi, rồi tiếp tục. Rồi tiếp tục con AB này màu đỏ này, mới keng luôn các bạn nhá. Biển số dạ. Là 71C3 44164 nhá. Con dạ. Này là AB 2019 khóa smart key dạ. Màu đỏ, mình bán ra là 30.500. 30.500.000. Máy móc bao zin. Cặp kiến còn nguyên luôn anh chị ha. Cặp kiến còn nguyên nhé. Dạ còn rồi. Là chú này đi rất là kỹ, chú ốp inox nhiều lắm dạ. Các bạn nhé. Coi như là mình thấy là coi như là cái dĩ bô nè, rồi cái lốc nồi kết nước rồi nè ha. Rồi lốc nồi rồi cũng có luôn, ốp boe cũng có luôn. Rồi phuộc cũng bọc inox lại luôn anh chị. Rồi. Nói chung mà chắc là cũng rất là kỹ ha. Rồi, rồi. Rất là kỹ luôn. Cái bên mình cũng là một con AB màu đen nhám. Con AB màu đen nhám nhá, con này mới chạy 10.000 là con này là biển số là 86B6. Dạ. 38226. Biển số con Bình Thuận đó. Biển số Bình Thuận. Chung keo nguyên con các bạn nhé. Dạ. Chạy 10.000 máy móc bao zin xe bao đẹp các bạn này. Dạ rồi. Con okay, này mình chị. Bán ra là 31.500. 31.500. Con rồi. Này đẹp lắm, nói chung là tất cả dòng xe của mình đều hoàn toàn chọn hết trơn á. Em nổ máy thử con AB này cho chị nghe nha. Máy luôn, xe nhà mình thì có nổ máy thoại. Con máy này luôn. Thì mình thấy nó còn hai cái chìa khóa anh chị, rồi, còn hai cái remote luôn. Các bạn nhé. Đây, hai remote luôn là đã không? Rồi, nói chung là đó. Xe chủ dày kỳ lắm, trùm keo nguyên con không dạ. Chề một miếng nào nha các bạn nhé. Xe còn đang trùm keo luôn hả chị? Trùm keo nguyên ồ, con đó. Vậy là quá kỹ rồi. Treo keo trùm nguyên con luôn, xe mới chạy 10.000 km. Máy thì em ru, em không nghe tiếng động gì hết. Con rồi. Nào mà zin là mình báo zin. Dạ. Con nào mà ví dụ như máy móc có làm hay có cầu khói, làm đầu làm nồi là mình báo các bạn luôn nhé. Dạ rồi. Rồi tiếp tục con em Vision này. Vision. Vision 67M1 nè, 36273. Dạ. Số 67 nhá, cái này là màu vàng đồng nhá, máy móc bao zin nè. Xe chạy mười mấy ngàn cây, xe này là nguyên zin rất là chắc nha. Xe là đời mấy chị? Đời cuối 2016. Dạ. Nhưng mà xe chạy rất là kỹ nha, mới chạy có mười mấy ngàn thôi. Xe dạ. Nói chung là chủ chạy kỹ lắm luôn á. Dạ. Con này mình bán ra là 19 triệu nha, 18.900.000 đi. Cho vậy.
Dạ rồi, thì cái con này anh chị các bạn nếu mà mình không có điều kiện thì mình có thể là mua không trả trước vẫn được anh chị nha. Đúng rồi, mua không trả trước, nói chung tất cả các dòng xe mà nếu dưới mà 40 bạn, triệu dưới 40 triệu là không cần trả trước. Ừ, dạ rồi, lôi xe về thôi. Rồi ok chị, ông Dung lôi xe về là còn giờ các bạn anh chị mà ở tỉnh ngoài người ta đã ưng xe bên cửa hàng mình rồi, người ta thích xe bên cửa hàng mình rồi thì nhưng mà do vấn đề dịch thì người ta ngại, người ta không lên đây được thì mình có hỗ trợ vận chuyển rồi, được không chị? Tất cả các dòng xe của mình ví dụ như là mình miền Tây hay là miền Trung miền Bắc gì đó, dạ. Rồi bạn nào cần xe mà mình cần mình vận chuyển á, dạ. Thì nếu mà xa quá cái phí vận chuyển hơi nhiều á thì mình hỗ trợ một chút xíu thì mình vẫn có vận chuyển cho các bạn nhé. Dạ rồi. Rồi phí thì hai bên sẽ thương lượng đi, cứ qua Zalo của mình đó để có gì hai bên trao đổi nhé. Thì dạ mình rồi có vận chuyển tất cả các dòng xe, dạ, nhé. Thì trong quá trình quay phim thì nếu mà anh chị các bạn nào xem một chiếc xe nào không rõ thì có thể kết bạn Zalo với chị, thì chị sẽ chụp hình cũng như là sẽ quay kỹ hơn chút xíu nữa cho anh chị các bạn mình ở xa yên tâm ha. Rồi tiếp theo một con MX King nha. Rồi mà cái này là MX King, dạ, 2020 biển số là 68 M1 ha. M1 này 37774, cái này thì 777, con kia 666. Dạ, nếu như mà con này được 67 nó là tứ quý 7 là cực kỳ đẹp luôn. 77 nó đẹp quá chừng luôn con, dạ, này là con này là mới kinh nhá, 2020, dạ, này biển số 68. Dạ. Rồi con này mình bán ra là 31.900.000 nhá, con mới kinh 2020 mình bán ra 31.900.000, mà hôm trong dịch đó là tất cả dòng xe của mình đều là mình bán ra lên là con này mình bán ra là cũng 34.500.000 nhưng dạ mà hôm rồi nay là dịch là mình đều xả xe hết các bạn nhé. Dạ rồi, ok rồi, chị nha. 31.900.000 một MX King cho 2020 nè. Rồi ok quá chị. Đẹp luôn các bạn nhé. Còn bây giờ mình qua một con Exciter ha. Exciter màu trắng đỏ, biển số 69D1 nè, 42868. Con này là có vô cái cặp mâm cũng như là cái đồ để chân, rồi đúng cái rồi chống đổ nè, rồi cái ốp dĩ bô ha các bạn. Rồi à, cái mỏ cài phía dưới luôn. Tại nhiều nhà có em bé người ta sẽ bỏ vô cái đó thêm để dạ rồi em bé ngồi dưới cho nó dễ ha. Rồi ok chị. Con này máy móc bao zin này, cái này mình bán ra là bao nhiêu? 31.200.000 thôi. 31.200.000 anh chị nha. 31.200.000. Biển số là Cà Mau 69D1. Trong dịch là mình bán 33.500.000 các bạn ạ. À. 4 bây giờ là đã 42868 anh chị nha. Vừa cặp luôn các bạn nhé. Con này dạ biển số này 95B1. Biển số đẹp á, mày phát là phát luôn nè. Rồi 71405. Dạ rồi. Con này là biển số 95 Hậu Giang nhé. Dạ rồi. Thì hai con này là đều bằng giá đó các bạn này. 31 triệu 200.000 anh chị. 31.200.000 cho nguyên cặp luôn. Rồi ok giống chị nhau ha. Luôn. Rồi tiếp tục mình rồi sẽ xuống cái này. Bây giờ quay lại sơ cái đi, rồi mình sẽ xuống bên dưới ha. Dạ rồi, coi Exciter 2019 nữa ha. Đúng rồi. Mới kinh hả chị? Không, sao? Con này là Mobitas thôi. À Exciter Mobitas. Mobitas cái này là biển số là 94 nè. Bạc Liêu F1 nha. 263. Chính từ Bạc Liêu nha anh chị. 26340 nè. Con này Udo gì có 8646 cây thôi ha. Rồi cái con này là máy móc bao zin cho các bạn nhé. Máy Udo à anh chị rồi, nghe không? Máy nó rất là êm các bạn nhé. Rồi ok chị. Mà 150 mà không có giọng là các bạn biết là xe nó thế nào đó ha. Dạ rồi, biển số 94. SH1 nè. Rồi con SH này nữ. SH1 67. Biển số 67 khóa xe máy cây các bạn nhé. Dạ rồi. Con này là 67 này, N1 này, 27041 nè. Dạ. SH1 hôm trước mình bán là 42 triệu, hôm nay mình bán ra là 40.500.000 nhé. Mình 40.500.000 500 các bạn này. Dạ rồi, xe này đã giảm mấy 1.5 triệu rồi đó. 40.500.000. Rồi ok chị, 40.500.000, nhưng mà khi mà các bạn anh chị mà vui vẻ thiện chí nhiệt tình là lên cửa hàng vẫn còn bớt nữa mà. Rồi bây giờ mình qua tiếp theo một con SH 125. À con này không biết đời mấy đây chị? 2017 á, khóa 2017 nhá, biển số 67 cho các bạn nè. Cái con này hả? Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi khóa xe máy cây các bạn. Rồi ok chị, còn con bên đây nè. Con này là SH lớn 125. Rồi, đúng rồi, SH lớn 125, biển dạ số là 84D1 nè. 26101 nhá, 2015 125. Màu dạ đỏ đô rất là đẹp nha các bạn này. Con này mình bán ra là 55.500.000. 55.500.000 anh chị. Ồ, giá quá đãi vậy ta. 2015 biển số dạ 84 rồi nha các bạn nhé. Ok chị. Rồi máy móc thì bao zin nha các bạn này. Rồi, rồi bên đây là mà em thấy là có ba con Janus ha. Janus đúng rồi. Janus. Ba con luôn. Rồi con này là Janus biển số 94 F1 này 21615. Bạc Liêu nha. Rồi Bạc Liêu giấc mơ tình yêu các bạn. Dạ. Rồi giá mình để bao nhiêu? Con này là Janus 2019 khóa smart key mình để ra cho các bạn là 20.300.000. 20.300.000 anh chị rồi, nha. Rồi một con đen nhám khóa smart key. Rồi ok rồi, chị. Tiếp tục con này là Janus tiếp theo. Janus
Cái này là màu sữa các bạn nhé. Dạ rồi. Con này đẹp lắm. Xe nào nhà mình đi tầm 8 9 ngàn 10 ngàn thôi. Con này là biển số 47 nè, L1 20895. Dạ. Con này mình để cho bạn 57.500. 17.500.000 anh chị. Con này mới chạy 10 ngàn các bạn nhé. 9 ngàn 10 ngàn thôi, xe rất là đẹp nè. Ốc tán còn mới keng luôn các bạn nhé. Dạ rồi. Còn bên đây chị, con này cũng là chìa khóa nè. 67 nè, G1 559983, biển số 67 nhé. An Giang luôn á anh chị An ơi. An Giang này, con này cũng mới chạy có 9 ngàn đó, để cho các bạn là 18.300. 18.300.000. 18.300, một con nói chung là máy móc bao zin, xe bao zin chứ chưa hề coi như là đụng chạm các bạn nhé. Dạ rồi, ok chị. Thử thuyền coi thoải mái nhé. Rồi một em Novo 6 nè. Novo 6. Novo 6 biển số là 69 E1 23684. Dạ, máy móc bao zin các bạn luôn này, tem còn zin nhá, máy móc zin không bao hũ bao hí cho các bạn luôn này. Rồi, bao chạy thử thoải mái các bạn. Bên mình để ra bao nhiêu? Con này là 16.300.000. 16.300, anh chị có tiền thì mình mua hiện, không tiền thì mình không cần trả trước vẫn mua được. Còn nếu mình có thì mình trả trước vài triệu càng tốt, không sao anh chị ha. Vậy là cứ có bao nhiêu trả bao nhiêu, không có cũng được. Dạ rồi, nói chung là con này dưới 40 triệu nên là rất là dễ cho anh chị mình luôn. 40 triệu các bạn nó dễ dàng lắm, mười mấy triệu đó các bạn, nhẹ nhàng thôi. Dạ rồi. Rồi, tiếp theo con AB gọi là AB đầu bò 2012 các bạn nhé. Dạ. Biển số là 61E1 này, 21171. Dạ rồi. Biển số 61 các bạn nhé. Con này mình bán cho các bạn là 14 triệu thôi. 14 triệu. 14 triệu một AB đầu bò 2012 các bạn nhé. Biển số Tân Nguyên Bình Dương anh chị nha. Con này là màu đỏ trắng đen này. Ok chị rồi. Xe mới 42 giờ còn có 14 triệu là các bạn biết xe thế này này. Con Liberty màu xanh, xanh rêu nè. Con này Liberty biển đúng rồi, con này là biển số 15 nha các bạn. 15 là cái này là biển số ngoài Hải Phòng. Hải Phòng nhá. Dạ, 56 Hải Phòng nè. Rồi 08139 thân tài anh chị. 039 rồi. Con này mình bán cho các bạn là 13 triệu. Nhưng mà nói chung là bạn nào mà cứ thấy xa mà muốn rút hồ sơ cứ đơn giản thôi, rút hồ sơ thì cứ tầm khoảng triệu hơn triệu chứ đó nhá. Dạ rồi, cái vấn đề rất là dễ. Nói chung là bao tranh chấp của mình thì nếu mà muốn chạy bao tranh chấp thì lúc nào mình bao quay đầu các bạn này. Dạ. Các bạn đi chán đi chê không thích là ra, một bán lại cho mình. Dạ. Hai là đổi. Đổi lại của mình. Dạ. Đó. Ok không chị. Sao ok, nói chung là nó chỉ lộ chỉ định thôi ha. Còn nếu không giờ anh chị các bạn có thể là có một chiếc xe sắp tiền thì mình ở đây mình đổi bên cửa hàng xe cao tiền thì mình bù tiền thêm. Chính xác luôn. Còn nếu không thì bây giờ dịch quá khó khăn, bây giờ nhà mình có một chiếc xe cao tiền, bây giờ mình không tiền xài nữa, bây giờ mình ra mình đổi lấy chiếc xe thấp tiền thì cửa hàng sẽ trả thêm tiền lại cho mình. Chính xác các bạn ạ. Dạ, các rồi. Bạn cần tiền các bạn ra đổi, các bạn mà thích xe đẹp thì cũng ra đổi luôn. Ok, mình nói chung là mình bao quay đầu các bạn nhé. Dạ rồi. Rồi ok chị. Con này cũng lô 6 các bạn này. Lô 6 nha. Con này lô 6 biển số là 64H1 nè. 14511 trước bạn nè. Dạ rồi. Máy móc còn bao zin các bạn nhé. Xe nhà mình là mấy con Novo là thường thường nó hay bị hú hí, nhưng mà xe nhà mình là bao hú bao chạy tự thoải mái các bạn nhé. Dạ rồi ok chị. Rồi con này mình bán cho các bạn là 15.500. 15.500 Novo 6 biển số 64 của Vĩnh Long anh chị nha. Vĩnh Long các bạn nhé. Rồi ok chị. Máy móc bao zin các bạn nè. Đó, em quay lại hết cái dàn đầu xe đi cho các bạn xem đi em camera. Xong thì mình xuống đây mình quay cái con Acelo ha. Acelo. Acelo này thì coi như là có chống đổ bánh trước nè. Rồi vô tay côn, bao tay, rồi tay thắng, bao tay, tay ga nè. Rồi cái chống cũng chống kiểu chống CNC luôn nè anh chị ha. Đó, em zoom mà cho anh chị xem đó, chống CNC. Xe rồi. Đẹp len keng 2016. Cũng như là vô luôn cặp phuộc ha. Đúng rồi, vô luôn cặp phuộc. Con này là biển số 61 nha, 61 C1 nè. Dạ. 62136. Con dạ này rồi. Là nói chung là máy móc êm cực kỳ các bạn. Đây nè, mình đổ. Rồi. Máy em rồi ha. Nói chung là bạn nào cần một cái xe tay côn. Rồi, cực kỳ êm luôn. Tay côn. Đúng rồi, xe tay côn nhẹ tiền. Nhàng, êm đềm. Rồi. Mà vẫn có xe tay côn ngon lành đẹp đẽ nhá, không rồi. Có rầy xước một miếng nào. 2016 biển số 61 nha các bạn. Rồi mình để bao nhiêu đây chị? 9.900. Ồ có 9.900 thôi ha. 9.900. À, con này thường mình bán cũng 11 triệu nhưng mà giờ hôm nay mình giảm cho các bạn nhé. Đúng rồi, em nhớ không làm là trước đây con này phải trên 10 triệu. Đúng bây rồi, giờ là coi như 9 triệu 9 ha. Mà, thường thường mình bán 11 12 triệu nhưng mà hôm nay dịch là mình tất cả các dòng xe rồi mình đều giảm các bạn nhé. Rồi nhưng ok mà chị. Giảm giá thì mình cũng vẫn tặng nhớ các bạn, vẫn tặng bảo hiểm xe máy 1 năm các bạn nhé. Dạ rồi. Rồi giờ chị em mình qua tới bên đây cái con Rider Sun Cơ. Rider Sun Cơ này hết bình rồi, nói chung là để tháng rồi hết hết hả? Lên được á. Được không ta? Cái này xăng á chị, xăng yếu á. Lên nè. Nói chung là con này đó. Là Rider. Im ru à. Số là 61B1 nè, 47071 nhá. Dạ rồi. Rider FI Rider bình xăng 2014 nhá, máy móc bao zin xe bao đẹp luôn các bạn này. Dạ rồi. Gọi là màu xanh cốt kép các bạn, gọi là gọi như cái này màu xanh nhưng mà máy móc đẹp lắm luôn á. Con dạ. Này máy zin, xe đi chạy bốc lắm luôn các bạn nhá. Dạ rồi, con này để nhiêu? Các bạn là 26 triệu nè. 26 triệu đồng anh chị nha, Rider Sun Cơ.
nói chung là cũng khá cọp các bạn nhé. Dạ rồi, qua chi tiết anh chị coi đi. Rồi mình có rider rất là nhiều, từ 21 triệu là có rider rồi nhé. Rồi bây giờ mình qua tới con Assetto 135. Em 135 nè. Em 135 hơi yếu bình các bạn nhé. Dạ. Con này yếu bình nhưng mà khi các bạn mua thì mình vẫn lắp bình sạc bình đầy đủ cho anh chị nên yên tâm vấn đề đó. Đầy đủ cho các bạn nhé. Dạ rồi, con này biển số 60 đồng này B5 22613. Rồi 22613, cái này là màu xanh. Dạ rồi. Ken kìa đó, đang nói xe. Dạ. Rồi, nói con. Rồi con này để nhiêu? Máy móc bao zin các bạn nhé, con này là 18.500. Dạ rồi, 18.500.000 anh chị nha. Máy móc bao zin các bạn nhé. Dạ rồi, ok chị. Con này là Winner X. Winner X 2020 chạy khoảng 2.000 mấy km thôi các bạn nhé. Dạ rồi, bản trường đua HRC anh chị rồi, nha. Rồi, con này là 67K1 nè. 829.40. Rồi. Rồi hôm trước là mình bán ra là 34.500 nhưng mà hôm nay mình giảm, mình chỉ có lấy vốn lại thôi nhé. Dạ. Nói chung là mình để cho các bạn là 32.500. 32.500 anh chị nha. 32.500 là nói chung là mình giờ bán xạ lại thì mình chỉ có rút vốn lại thôi nhé các bạn. Dạ rồi. Biển số 67K1 An Giang anh chị. Mới chạy có hơn 2.000 thôi. Rồi, kế bên là một con biển 69H1 33142, con này thì là thắng thường nha, đúng còn rồi, con lúc nãy là ABS. Con này để cho các bạn là 29.500. 29.500.000. Rồi 29.500. Bạn thắng thường anh chị. Kế bên là rồi cũng là ABS luôn. ABS luôn, màu đen nhám thì biển dạ. Số là 92H1 71652. Rồi, biển số Quảng Nam nha. Rồi, bạn biển số Quảng Nam, cứ muốn rút hồ sơ hay sang tên thì cứ liên hệ với mình nha. Dạ, 71652 tiền luôn. Ok chị. Rồi con này mình để cho các bạn là 30.500 thôi. 30.500.000. 30.500.000. Rồi, rồi, kế bên là con Exeter 150, biển 78F1. Biển số là 78F1 nè. Dạ, 378 34. 34 nè. Con này là 2017 2018 gì đó. Dạ. Và con này mình bán ra là 25 triệu nhé các bạn. 25 triệu đồng. Máy móc bao zin các bạn nhé. Vui vẻ, thiện chí, nhiệt tình thì lại bên cửa hàng vẫn còn giảm nha rồi, anh chị nha. Vui vấn đề đó nha. Các bạn rồi. Có xăng nhớt về tới nhà rồi ha. Rồi, kế bên chị con màu xanh GB nè. Rồi con này là 61 C1 61376. Nói chung là nhà mình chật quá nên là bụi quá nhưng bụi, nhưng mà xe này là đẹp lắm các bạn. Mình nói là dạ. 61 C1 nè. 61376 là Thuận An Bình Dương đi các bạn nhé. Dạ. Con này là mình bán ra là 25.700. 25.700.000 anh chị. Rồi, ơi. Máy móc bao zin các bạn nhé. Rồi, ok xe chị. Rồi, rồi nguyên cái cặp Liberty này thì nguyên cặp Liberty này thì mình bán là con biển số là 59T1 nè. 37102. Dạ, biển số Sài Gòn. Ờ, Sài Gòn. Con này thì mình bán ra cho các bạn là 13 triệu. 13 triệu, dạ. Rồi, rồi. Con, còn con này là biển số 29 là Hà Nội nha các bạn. Con này là biển số Hà Nội, mình bán cho các bạn là 11 triệu 500 thôi. 11 triệu 500 hả anh chị? Trước là mình bán ra 14 triệu nguyên cặp đó, nhưng mà hôm nay là mình giảm giá này, nói chung là hơi lộ chút xí nhưng mà chút dễ nha các bạn. Dạ rồi. Ở trong mà dịch ai cũng khó khăn nên là bên cửa hàng sẽ hỗ trợ mình cái giá tốt nhất ha. Ừ. Rồi, camera xuống đây ha, anh nhờ mình quay cái con Rider Sunker tiếp theo. Nói chung là xe nhà mình giờ nhiều xe là hết bình lắm, vì tại mình để 4 năm tháng trong ấy nè, nhà thợ thuyền không có. Dạ rồi. Nên là okay. Chật lắm, nhà mình còn rất là nhiều xe nhé, bạn nào cần xe gì thì cứ liên hệ với mình nè. Dạ thì rồi. Nhà mình là kho nhà mình cũng còn rất nhiều nhé. Dạ, đây con Rider Sunker nè chị. Rồi, Rider Sunker 2014 nha, biển số 93-4488. Dạ. Rồi, con này là biển số Bình Phước, là con này mình bán ra là 24.500. 24.500. 21 triệu. À 21 triệu thôi. 21.500. Ok rồi, chị. Con này thì mình báo luôn là cái này là có làm máy nồi các bạn hả? Nhá. Ừ, làm nồi các bạn nhé. Dạ rồi. Rồi con này thì mình báo là có làm nồi các bạn này. Ok chị. Rồi, rồi con... bên trong future đi. Con này future banh bâm thắng địa FI 2013 2014 nè. Dạ. Con này là biển số Sài Gòn nhé. Con này mình bán ra là 15.200. 15.200.000 biển số Sài Gòn đời mấy vậy chị? Đời 2013. Dạ đời 2013. Rồi. Ok chị. 2013. Ok 15 triệu đồng. Dạ rồi. Rồi tiếp tục con này là cũng future đang future là... nhưng mà con này là bánh căm thắng đĩa. Dạ. Rồi cái này là không FI các bạn nhé. Dạ rồi. Con này là 13. Sang con này là 13.500 thôi nhé. 13.500.000 anh chị nha. Chị rồi. Rồi. Rồi ok. Mình tiếp tục anh chị, con này là rồi. Con Exeter 150. Đúng rồi. 2019. Mobitas 2019 biển số 36 nhé, xe đẹp các bạn nhé. Dạ. Rồi con này mình bán cho các bạn là 30 triệu thôi. Con này là 30 triệu đồng anh chị nha. 30 triệu đồng cho mình em mua Vitas 2019 biển số 36 các bạn nhé. Rồi ok chị. Rồi tiếp tục là con này là Ed 150. 50. 2017 nè các bạn. Ok. Rồi con này máy móc bao zin biển số 69 nha các bạn. Dạ con rồi. Này cũng
mình bán cho các bạn là 25 triệu nhé. 25 triệu đồng luôn. 25 triệu đồng nha. Cái màu sơn 3D ok các lắm bạn nhé, nhưng mà xe thì máy móc bao zin các bạn. Rồi rồi, cứ em cứ để đó đi. Đi tem 15 i15Z đây rồi của Mã Lai anh chị nha. Rồi, rồi ok, cái này là đi tem đẹp lắm đó các bạn này. Rồi bên đây là con Rande chị ha. Rande 2015 biển số 61. Dạ đây 2015 biển 61, em sẽ quay chi tiết anh chị theo dõi nha. Con này là mình bán cho các bạn là 18 triệu nhé. 18 triệu đồng. 18 triệu đồng. Rồi ok đây. Chị. Còn bên đây là con rồi, con này là Vario. Vario 125 2020 biển số 67. An Giang nha anh chị. Rồi An Giang. Rồi. Con nói chung là Vario thì mình bán từ giá Vario 125 thì mình sẽ bán giá từ 30 đến 32 triệu. Dạ 30 đến 32 triệu. 125. Rồi, rồi ok con này chị. Em 150. Đây. Cái này là tem zin, xe máy móc zin nha, biển số 68 này. Con này cũng khá đẹp luôn các bạn này. Đây con anh này chị. Con này cũng mình bán ra là 25 triệu các bạn. 25 triệu đồng. 25 triệu đồng. Rồi, mấy cái xe này là không có trả trước luôn đó anh chị ơi. Không cần trả trước, xe dạ rồi. Không chịu, không cần trả trước. Rồi, tiếp tục là con này là Quay Black chị ơi. Black 2019. Dạ. Rồi, xe là nó là mới chạy 11.000 km chứ máy móc này chị thấy nha. Không? Ok rồi, chị. Rồi con này là màu xanh đen đẹp lắm luôn, rất là nổi nè. Dạ rồi. Rồi tiếp tục con này là mình để cho các bạn là 12 triệu 500. 12 triệu 500 ngàn. 2019. Dạ rồi, ok rồi, chị 2019. Bên rồi, đây con Rider Sang Cơ đẹp nè. Rider 2014 nha các bạn. Dạ. Rồi con này là có bô móc, mình bán ra là 21 triệu các bạn nhé. 21 triệu đồng anh chị nha. Số 67 luôn các bạn. Có đi bê trụ nè nha. Rồi, đó, ok nha. Rồi. Rồi nãy giờ thì chị em mình quay hết tất cả những cái dòng xe bên trong cửa hàng rồi. À, còn một cái hàng xe phía đầu cửa hàng phía bên ngoài anh chị thì bây giờ chị em mình sẽ ra phía ngoài đó quay nha. Rồi mình sẽ ra ngoài mình quay, cái này là hơi mưa chút xíu nên dạ mình rồi. Sẽ quay từ trong ra ngoài, hôm nay mình sẽ quay từ ngoài ra trong. Dạ rồi. Okay. Cái con đầu tiên của cái hàng này là con này Mio cái gì? Ồ Lubias. Rồi Lubias 2011 biển số 60 nhưng mà máy móc bao zin bao bố các bạn ạ. Dạ rồi. Xe còn đẹp lắm luôn nè. Con này bình xăng con đúng không chị? Bình xăng con nhưng mà máy móc mình nói là dạ. Đi rất là mướt các bạn nha, máy dạ không rồi. Nghe tiếng động luôn. Con này là mình bán 9.900.000, xe bao bao con của bạn nhé. Bao nhiêu chứ chị? 9.900.000 đồng. 9.900.000 đồng anh chị nha. Rồi máy móc zin nhé, tem zin các bạn nhé. Rồi ok, máy móc zin đó. Rồi, rồi xe thì bao êm các bạn luôn nè. Rồi kế bên rồi, mình qua con Wayne Alpha 110. Wayne Alpha 110 2019 biển số 61 nhé. Dạ. Rồi 2019 mình bán ra là 13.200.000 đồng. 13.200.000 bấm rồi. Một cái là nổ anh chị nha. Bấm cái là nổ tiếp tục đó. Quá đẹp, rồi. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Ok chị. Rồi kế bên mình qua con Exciter. Rồi, em qua một Exciter, cái này là 2017 2018 này. Dạ, quay chi tiết cho anh chị cái xem đi. Cái này là tem 3D các bạn nhé. Dạ. Xe là tem 3D các bạn luôn này, chứ không phải là tem dán nên này, đi cái dạ. Đèn này có phải hơn các bạn phải đi cái đèn này, nếu mà bạn đi phải có tầm triệu hơn triệu nhé. Dạ. Rồi. Đây đèn này đẹp lắm rồi, luôn á, nó tem, chạy đẹp ghê. Tem 3D. Bắt máy xuống tí luôn nè. Đó, đèn đẹp lắm anh chị. Rồi. Rồi có vô là tay thắng nè, tay côn rồi bao tay Spider nè ha. Vô nguyên 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 vàng luôn á các bạn, vô tầm triệu mấy rồi. Cái này mình bán ra là 25 triệu 500. 25 triệu 500 ngàn anh chị xe nha. Quá đẹp các bạn nhé. Màu 3D là màu đỏ trắng nha các bạn. Rồi ok chị. Bên đây là phiên bên đây là 2019 phiên bản kỷ niệm của Yamaha đây. Đúng rồi, kỷ niệm màu xanh bạc đen. Dạ rồi. Biển số 94 bạc liêu các bạn nhé. Dạ. Rồi con này mình bán ra là 31 triệu 500. 31 triệu 500 ngàn anh chị xe nha. Xe quá đẹp nhé, máy móc zin các bạn nè. Ok, kế bên là con Exciter 135 màu đỏ đen nè anh chị. Rồi, bạn nào mà sở hữu được một con này là siêu phẩm nè. Dạ. Con này là Exciter 135 cuối đời nha các bạn nhé. Màu đỏ đen nhưng mà cái này là 2015 các bạn ạ. 2015 nha. Biển số rất là đẹp nha, biển số 38 nhưng mà đuôi rất đẹp, 68, 66 gì đó, rất đẹp nhé. Dạ rồi. Máy móc bao zin còn tem zin hết nè. Nói chung là xe này mình bán ra là 22 triệu 300 ngàn đồng. Mình nghe máy rất là im luôn chị bạn máy ơi. Máy móc bao zin các bạn, xe đẹp lắm luôn các bạn ạ. 22 triệu mấy trăm chứ chị? 22 triệu 300 nha các bạn. 22 triệu 300 ngàn đồng anh chị các bạn nha. Rồi xe bên đây. Đẹp xuất sắc luôn. Còn con này là Exciter. Là con này cũng máy móc bao zin cho các bạn này. Dạ. Con này là biển số 69 các bạn nhé. Cà Mau. Rồi Cà Mau. Nghe nói Cà Mau xa lắm nhưng mà con nào không có xa cũng đâu. Xe nào cũng có hồ sơ được. Mình nghe máy thì con này cũng được ha. Đó, rồi. Có hỗ trợ trợ cấp đủ tuổi bao nhiêu tuổi ơi? 29 chưa đủ. 20. Rồi. Con nào cũng tí không? Con này mình nghe cũng im là nhưng mà nghe con bên đây thì nó im hơn. Không có bảo okay hiểm nha. Chưa đủ rồi thì có bảo hiểm. Các bạn nhé, máy móc bao zin các bạn này. 18 triệu 500, máy móc là zin luôn chị ha. Zin luôn các rồi, bạn. Rồi ok chị. Con này nè, bạn nào thích cái dip sọt này. Đẹp son vậy nè ha. Rồi. Rồi con này mấy bạn mà đi làm nhá, rất là chắc chắn các bạn nhé. Con này bình yếu rồi, bình yếu rồi chị. Rồi con này rep shop. Dạ.
2008 nè các bạn. Dạ rồi mình để bao nhiêu đây? Rồi con này để 9.800.000 đồng. 9.800.000 anh chị nha. À, các bạn thích con đi làm, đi làm cho nó chắc chắn ở sau xăng này. Còn bây giờ là qua con quay RX mẫu mới nhất bây giờ, không có công tắc đèn luôn. Đúng rồi, không đây. Có công tắc đèn cho bạn nhé. Dạ. Con này là các bạn, cái này là trùm keo nguyên con này. Dạ. Chạy 3.000, hơn 3.000 nhé. Số 67 nè. Các bạn nhìn ốc tán các bạn biết nè. Ok. Còn đẹp len keng. Con này mình bán ra là 18 triệu 300. Máy đảo quá anh chị ơi, 18 triệu mấy trăm chị? 18 triệu 300 ngàn đồng nhé. 18 triệu 300 ngàn đồng anh chị nha. Rồi, máy là nghe ru luôn. Mới rồi. Chạy có hơn 3.000 nhé, xe mới nó đến 27.500 thì các bạn mua dạ xe rồi. Này nó rẻ hơn được gần 10 triệu nhé. Rồi, và trùng okay, keo chị. Của bạn luôn về nhà các bạn, khỏi bị trùng keo nhé các xe bạn. Xe đang bọc keo luôn nè anh chị. Bọc keo nguyên con. Đã lắm, xe đang bọc keo. Rồi, rồi qua cái xe tơi. Rồi, tiếp tục ẻ trên tơi 150 nè. Dạ. Đinh led nè các bạn nhé. Dạ. Rồi con này 2019 nè. 2019. Rồi con này 2019 biển số 67 các bạn nhé. Dạ. Máy móc bao zin các bạn, xe đẹp cực nè. Con này bán 31.500. Con này thì 31.500. 31.500. Máy im ru luôn anh chị máy ơi. Im ru các bạn. Không nghe có vấn đề tiếng động gì lạ hết. Rồi, ok. Bao thử bao thuyền các bạn. Dạ nha. Rồi. Đó thì camera có thể là quay lại nguyên cái bảng hiệu cửa hàng cho các bạn tham khảo nha em. Đó, đó là bên cửa hàng xe máy là Hải Linh. Với cái địa chỉ là 1/5 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chưởng, Thuận An, Bình Dương. Còn số điện thoại thì hai số mình đang để trên màn hình cho anh chị các bạn rồi đó. Thì trong quá trình quay phim quay video mà chắc chắn thì mình nghĩ là nó sẽ không thể nào mà chi tiết nhất có thể từng con cho anh chị các bạn xem được. Thì anh chị cứ kết bạn Zalo với bên cửa hàng xe máy Hải Linh thì có thể là nhờ chị chụp hình nè, quay video lại cho anh chị bạn xem cho nó rõ hơn vậy ha. Đúng rồi. Dạ rồi. Thì hôm nay là mình ghé lại bên cửa hàng xe máy Hải Linh, cũng đã cập nhật hết tất cả những cái dòng xe, cập nhật giá nè, chi tiết đời xe cũng như là cách thức trả góp vận chuyển xe, nói chung là những cái gì liên quan về xe máy Hải Linh thì mình cũng đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn rồi. Còn bây giờ thì em sẽ nhường phần lại cho bên cửa hàng. Chị có thể là chia sẻ hay là nhắn nhủ các bạn cái vấn đề nhưng mà lên cửa hàng mình mua có thể là đem giấy tờ hay là như thế nào nữa không? Rồi. Trước khi chị em mình kết thúc video ha. Rồi ok, rồi chào tất cả các bạn, chào tất cả mọi người nhé. Dạ. Rồi em sẽ nhắc lại nè nha, em là cửa hàng xe máy Hải Linh. Rồi bạn nào cần chi tiết xe thì cứ vô kênh YouTube của mình là xe máy Hải Linh Bình Dương nhé các bạn. Rồi nhà mình là địa chỉ là 1/5 khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Yeah. Số điện thoại của mình là 0966 385 0008. Yeah. Và 0937 443 991. Yeah. Nhà mình cách nhà tư Bình Chuẩn là 1 km và cách đường cao tốc Tân Vạn là 500 m, đối diện cổng chợ Hai Mỹ các bạn nhé. Dạ rồi. Rồi các bạn mà có cần, nếu mà các bạn mà muốn trả góp á, thì các bạn chỉ cần đưa hộ khẩu chứng minh hoặc là chứng minh bằng lái, trên 20 tuổi và không nợ xấu các bạn nhé. Yeah. Rồi khi mà các bạn mà muốn muốn biết cửa hàng nhà mình thì các bạn cứ vô Zalo, mà sẽ gửi định vị cho các bạn. Dạ các rồi. Bạn chỉ cần chạy theo định vị đó, ok, tới nhà nhà mình luôn nhé. Dạ còn rồi. Các bạn muốn thắc mắc của mình thì các bạn sẽ nhắn tin qua số Zalo của mình là 0966 385 0008. Dạ. Hoặc 0937 443 991 các bạn nhé. Okay, mọi thắc mắc của các bạn thì mình đều trả lời qua tin nhắn, hoặc là các bạn gọi điện thì mình đều trả lời. Nhưng mà có nhiều tin nhắn mà mình không có trả lời kịp á thì các bạn thông cảm, nhưng mà tất cả các tin nhắn của bạn nè, tất cả các cuộc gọi các bạn thì mình đều trả lời các bạn nhé. Dạ, đó, ok chị nhé. Rồi, thì một lần nữa em cũng chia sẻ lại là nếu mà trong quá trình quay thì anh chị không còn thắc mắc thì cứ gọi về cửa hàng. Còn thì hôm nay thì chắc là chị em mình sẽ tạm dừng video tại đây chị ha. Rồi. Dạ rồi, thì Ngô Nguyễn cũng như là chị chủ cửa hàng bên xe máy Hải Linh cảm ơn đến tất cả các bạn, cô chú, anh chị rất là nhiều đã quan tâm hết clip hôm nay Ngô Nguyễn quay tại cửa hàng xe máy Hải Linh nha. Rồi. Bây giờ thì hai chị em mình xin chào và gặp lại tất cả các bạn, cô chú, anh chị video sau. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Dạ. Chào.